Jeff Bezos, tỷ phú giàu nhất thế giới đã xây dựng đế chế Amazon như thế nào? Jeff Bezos có tên đầy đủ là Jeffrey Preston, là doanh nhân công nghệ nổi tiếng người Mỹ. Đồng thời, ông còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thương mại điện tử trên toàn cầu. Jeff Bezos đã sáng lập và điều hành công ty thương mại điện tử nổi tiếng thế giới Amazon.com. Amazon hiện trở thành hãng bán lẻ lớn nhất World Wide Web và là mô hình bán hàng qua Internet cho nhiều thương hiệu nhất thế giới. Ông hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 180 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2020. Jeff Bezos sinh ngày 12 tháng 1 năm 1964 tại Mỹ. Mẹ của Jeff Bezos, bà Jackie sinh ra ông khi chỉ mới là cô gái 17 tuổi. Bố mẹ ly dị năm Jeff lên 4, cha đẻ của ông trước đây làm nghề diễn xiếc. Khi hãng tin Preston phỏng vấn cha của Jeff cho cuốn sách The Everything Store viết về Amazon, ông thậm chí không hề biết con mình đã thành công như thế nào. Sau đó không lâu, bà kết hôn với Mike Bezos, người Cuba nhập cư đã nhận nuôi hai mẹ con bà. Cho tới năm lên 10, Jeff mới biết được sự thật rằng Mike không phải cha đẻ của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã luôn thể hiện sự thông minh của mình. Từ năm 4 đến 16 tuổi, ông đã dành kỳ nghỉ hè của mình sống tại nông trại của ông ngoại. Tại đây, ông đam mê với những công việc như sửa cối xay gió hay chăn bò. Với Jeff Bezos, ông ngoại chính là nguồn cảm hứng vĩ đại giúp ông hình thành đam mê với kiến thức của mình. Ông từng chia sẻ rằng, ông ngoại của ông đã từng dạy rằng, thông minh dễ hơn là người làm tốt. Ông tốt nghiệp trường trung học Miami Palmetto, sau đó lấy bằng kỹ sư điện và khoa học máy tính của Đại học Princeton. Bắt đầu khởi nghiệp, khi còn học trung học, Jeff Bezos đã bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình. Sau khi trải qua một mùa hè làm thêm tại McDonald's, Bezos đã cùng bạn gái khi đó của mình thành lập Dream Institute, một trại hè 10 ngày cho trẻ con. Họ thu phí mỗi đứa trẻ là 600 USD, khi đó có 6 người đăng ký tham gia. Năm 1984, ông bắt đầu làm thêm các công việc như lập trình viên, nhà phân tích tại Na Uy. Đến năm 1985, ông đã cải tiến thành công chương trình IBM ở California. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã làm việc tại một số công ty ở phố Hoa như Fisher Branker Chut, công ty đầu tư DL Soenco. Đến năm 1990, Jeff Bezos trở thành phó chủ tịch tại công ty DL Soenco, đồng thời cũng là vị phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của công ty. Sau 4 năm gắn bó tại doanh nghiệp này, Bezos quyết định nghỉ việc vào năm 1995 để tập trung cho sự nghiệp riêng của mình. Quá trình xây dựng và phát triển Amazon. Cuối năm 1993, Bezos thành lập cửa hàng sách trực tuyến nhỏ. Sau đó đến cuối năm 1994, ông quyết định thành lập Amazon sau khi nghỉ việc tại công ty DL Soenco. Amazon bắt đầu là một cửa hàng sách trực tuyến. Trong những tháng đầu thành lập, Amazon đã bán sách cho tất cả người dân tại 50 bang trên nước Mỹ và 45 quốc gia trên thế giới. Ban đầu công ty mới lấy tên là Kadabra, nhưng sau đó đổi tên thành Amazon. Để thành lập nên Amazon, Bezos đã phải mượn cha mẹ mình khoản tiền 300.000 USD. Khi mới được thành lập, nhiều nhà tư bản dự đoán rằng 70% công ty sẽ thất bại và phá sản. Tuy nhiên, sự thành công bất ngờ của Amazon khiến mọi người phải ngỡ ngàng, đặc biệt là Jeff Bezos. 3 năm sau khi thành lập Amazon, Bezos đã công khai tiến vào sàn chứng khoán IPO. Năm 1998, ông tiến hành mở rộng các sản phẩm được bán trên Amazon như các mặt hàng tiêu dùng, thời trang, thiết bị điện tử. Jeff Bezos đã sử dụng 54 triệu USD huy động trong đợt chào bán cổ phần vào năm 1997 để tài trợ cho việc mua lại các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn. Năm 2002, ông và ban lãnh đạo công ty đã cho ra mắt Amazon Web Service, tổng hợp dữ liệu từ các kênh thời tiết và lưu lượng truy cập trang web. Đến cuối năm đó, do tốc độ chi tiêu quá nhanh khiến công ty rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, doanh thu đình trệ. Tuy nhiên, chỉ sau một năm Amazon đã khôi phục sự ổn định, đem lại lợi nhuận lên đến 400 triệu USD. Đến hiện tại, sau hơn 20 năm IPO, Amazon ngày càng phát triển ổn định với mức giá trị vốn hóa hơn 900 tỷ USD. Tháng 8 năm 2017, công ty chính thức mua lại Gully Food với giá 13,7 tỷ USD. Không những vậy, Amazon.com còn trở thành trang web thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Chứng minh giấc ngủ 8 tiếng là con số vàng. Điều hành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới không ngăn được tỷ phú Jeff Bezos ngủ đủ 8 tiếng. Mặc dù người sáng lập Amazon nói rằng đôi lúc ông không thể đảm bảo giấc ngủ 8 tiếng, nhưng bất cứ khi nào có thể, ông đều cố gắng đạt được mục tiêu này. Trong một cuộc thảo luận tại câu lạc bộ kinh tế của Washington năm 2018, vị tỷ phú chia sẻ: "Khi ngủ đủ 8 tiếng, tôi cảm thấy tốt hơn, năng lượng của tôi dồi dào hơn, tâm trạng của tôi cũng vậy." Bezos tính toán khá kỹ lưỡng về lý do tại sao ông tin rằng ngủ đủ 8 tiếng là chìa khóa để tăng năng suất và đưa ra các quyết định chất cao. Ông đưa ra một ví dụ để minh họa: "Hãy điên rồ một chút và giả định rằng tôi chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, khi đó tôi sẽ có thêm 4 tiếng. Nếu trước kia, lúc ngủ đủ 8 tiếng, tôi có khoảng 12 tiếng làm việc hiệu quả, thì giờ đây tôi có đến 16 tiếng. Điều đó đồng nghĩa với việc có thêm 33% thời gian để đưa ra quyết định. Nhưng điều đó có thật xứng đáng không nếu chất lượng của các quyết định có thể thấp đi vì tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi hoặc cáu kỉnh? Chắc chắn là không đáng rồi."
Điều gì giúp việc ngủ đủ 8 tiếng một ngày trở nên khả thi đối với một người siêu bận rộn như Bezos? Câu trả lời nằm ở thói quen hàng ngày của ông. Bezos cho biết, tôi đi ngủ sớm và thức dậy sớm, tôi thích uống cà phê và đọc báo, tôi cũng thích ăn sáng với các con khi chúng đến trường. Ở nơi làm việc, tôi thường bắt đầu cuộc họp đầu tiên của ngày lúc 10 giờ sáng. Những cuộc họp đầu ngày đòi hỏi khả năng làm việc đầu óc nhiều nhất. Do đó, tôi luôn điều hành các cuộc họp IQ cao trước bữa trưa. Nếu điều gì đó thực sự thách thức về mặt tinh thần có thể xảy ra, thì đó chính là cuộc họp lúc 10 giờ sáng. Đến 5 giờ chiều, tôi cảm giác như mình không thể nghĩ thêm về nó nữa. Lúc đó tôi quyết định sẽ thử lại vào 10 giờ sáng hôm sau. Vụ ly hôn đắt nhất lịch sử thế giới. Tỷ phú Jeff Bezos và nhà văn Mackenzie Bezos bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 25 năm chung sống vào hồi tháng 1 năm 2019. Hai người khẳng định dù chia tay vẫn là bạn. Quyết định của Jeff và Mackenzie Bezos được tỷ phú 54 tuổi người Mỹ thông báo trên tài khoản Twitter cá nhân. Chúng tôi muốn mọi người hiểu rõ về những thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi. Như gia đình và bạn bè thân thiết của chúng tôi đã biết, sau một thời gian dài khám phá tình yêu và thử sống ly thân, chúng tôi, Jeff và Mackenzie đã quyết định ly hôn và tiếp tục cuộc sống như bạn bè của nhau, cặp đôi khẳng định. Theo Forbes, khối tài sản của ông Bezos tính đến ngày 9 tháng 1 là 136,5 tỷ USD. Ông chủ Amazon cùng với vợ có với nhau 3 người con trai và nhận nuôi một cô con gái gốc Hoa. Jeff và Mackenzie Bezos cùng sở hữu nhiều bất động sản. Tháng 7 năm 2019, vụ ly hôn đắt nhất lịch sử cũng kết thúc. Theo đó, bà Mackenzie nhận 25% tổng tài sản, tương ứng với 4% cổ phiếu của Amazon, trị giá 38 tỷ USD. Số tiền này giúp vợ cũ ông chủ Amazon trở thành người phụ nữ giàu thứ 3 thế giới. Bà Mackenzie sẽ đứng sau Francois Betancourt-Meyer, L'Oreal và Early Wharton Walmart, mỗi người đều nắm trong tay tài sản ròng lên tới 50 tỷ USD. Đây là vụ ly hôn đình đám nhất, không có cuộc ly hôn nào lớn như thế này vì số lượng tài sản mà nó được phân chia. Ông Peter Walzer, Chủ tịch Học viện Luật sư Hôn nhân Mỹ phát biểu, bà Mackenzie là một tiểu thuyết gia với nhiều tác phẩm đã được xuất bản. Bà cũng là một trong những nhân viên đầu tiên của Amazon khi công ty được thành lập vào năm 1994. Jeff và Mackenzie được cho là đã cùng lập kế hoạch thành lập Amazon khi hai người lái ô tô xuyên nước Mỹ từ New York đến Seattle. Trong một lần chia sẻ với tạp chí Vogue vào năm 2013, bà Mackenzie thừa nhận bà và Jeff Bezos có cá tính trái ngược, nhưng cho rằng đây là điều tốt vì đó là cặp đôi sẽ bù đắp những khuyết điểm của nhau. Đầu tháng 2 năm 2021, tỷ phú Jeff Bezos thông báo vào cuối năm nay ông sẽ từ chức giám đốc điều hành của Amazon. Theo đó, tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết ông sẽ chuyển giao vai trò CEO Amazon vào quý 3 và ông Andy Jassy, người đứng đầu bộ phận dịch vụ web của Amazon. Để có được thành công như ngày hôm nay, với khối tài sản khổng lồ, Jeff Bezos đã trải qua không ít những thăng trầm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, với bản lĩnh, sự kiên cường, không lùi bước trước khó khăn đã cho ông có được những thành công vang dội như ngày nay.